Nước là ngọn nguồn của sức sống, là biểu tượng của sinh sôi nảy nở, thịnh vượng. Dòng nước trong lành tượng trưng cho sự lan tỏa, trù phú và mang lại sức sống dồi dào. Tại vùng đất được bao bọc bởi dòng sông rộng xanh mát vàm cỏ đông, đại đô thị Waterfront vươn mình. Waterfront sở hữu tọa độ vàng giữa vùng trọng điểm kinh tế đang trên đà phát triển nhanh chóng. Kết nối trực tiếp vào hạ tầng giao thông hiện đại, đến các thành phố vệ tinh và sân bay quan trọng của khu vực. Tâm điểm giao thương đường thủy của thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long. Một cuộc thi công phu giữa 7 tập đoàn thiết kế kiến trúc nổi tiếng thế giới để lựa chọn phương án quy hoạch tối ưu, sáng tạo nhất cho khu đô thị Waterfront. CM Plus Úc được trao giải phương án tốt nhất. Tôn trọng và bảo tồn thiên nhiên, cộng đồng thân thiện, phát triển bền vững. Được đánh giá là khu đô thị phức hợp tốt nhất Việt Nam, thành phố sông xanh Waterfront có mật độ dân số tương đương Singapore và được chia thành 5 phân khu lớn với từng ưu thế riêng. Waterfront sở hữu 3 giá trị độc đáo: dòng chảy nơi khơi nguồn thịnh vượng, môi trường sống chất lượng quốc tế, kết nối cộng đồng thân thiện. Được công nhận là dự án có phong thủy thịnh vượng nhất với 3 mặt bao bọc bởi dòng vàm cỏ đông huyền thoại. Waterfront là một thành phố vượng khí, êm ả và hạnh phúc. Sống nơi đây là sống tận hưởng trọn vẹn giữa miền thiên nhiên an lành, bên dòng sông hiền hòa, thơ mộng. Waterfront sở hữu môi trường sống đem đến những trải nghiệm vô cùng độc đáo. Không chỉ đẳng cấp với hệ sinh thái tiện ích trọn vẹn và đủ đầy, Waterfront còn nâng tầm chất lượng sống cư dân với sự quan tâm từng hơi thở, bước chân, từng khoảnh khắc diệu kỳ trên hành trình cuộc sống. Thành phố được phủ xanh với 6 hệ thống công viên sông nước đẳng cấp quốc tế, mang bầu không khí tinh khiết cùng cảnh quan thơ mộng đến từng tổ ấm. Môi trường sống bên sông xanh tuyệt vời là nơi hội tụ của mọi gia đình yêu thiên nhiên, là dòng chảy năng lượng cho những gia đình, là nơi thư giãn cho bố mẹ, ông bà. Waterfront có hệ sinh thái tiện ích tất cả trong một. Hệ thống giáo dục các cấp chuẩn quốc tế. Hệ thống chăm sóc y tế chất lượng cao. Đại lộ kinh doanh và trung tâm thương mại sầm uất. Nhà hàng, tiệm cà phê để gặp gỡ và giải trí. Siêu thị và cửa hàng tiện lợi. Hệ thống tiện ích thể dục thể thao. Hệ thống xe bus đến trung tâm thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Hệ thống quản lý vận hành khu đô thị, kiểm soát an ninh.
xây dựng một cộng đồng thân thiện là sứ mệnh, kết nối cộng đồng là nhiệm vụ. Waterborn kết nối mọi cư dân trong thành phố, trở thành một cộng đồng thân thiện có cùng chung những giá trị sống, sống văn minh, sống thân thiện và sống để yêu thương, là nơi sinh ra, trưởng thành và gắn bó của nhiều thế hệ cư dân tương lai. Khu đô thị Waterborn là tâm huyết được phát triển dựa trên sự hợp tác giữa các nhà đầu tư uy tín quốc tế, tập đoàn Nam Long gần 30 năm kinh nghiệm, Nishitetsu Group Nhật Bản trên 100 năm phát triển, TBS Group và Tân Hiệp Invest cùng các nhà tư vấn và quản lý khu đô thị hàng đầu thế giới để cùng xây dựng nên Waterborn, thành phố bên sông, cộng đồng thịnh vượng.